có người ăn ta. Cô chị comment cho bọn cháu món gì ăn ở đây ngon ạ? Ăn thưởng thức ạ? Để sao là ăn thưởng thức? Đúng rồi. Để là ăn đó. Ăn thưởng thức hả? Hến xào á, xào với ấy hả? Cái cồn hến này có đông dân cư không ạ bác? Trông như thế là vùng đất liền chứ. Trên 1.000 hộ dân ở cồn hến này cơ. Có một cái cầu để đi qua đây à bác? À, đi nào và về đây và cái cồn đất này đất cũng chắc đấy các kiểu nhà bác nhỉ, như đất liền ấy. Vâng, đất nền cũng không à, không phải là không cao mà nó không bị sụt lún các kiểu ấy. Đấy thì có hiện tượng sụt lún thế này này. Thì là sụt lún à, nó phải sang đây là bồi. Bị bồi à, được bồi. À. Ồ hay nhỉ bác nhỉ. Phía trước này toàn bị lở. Năm là ở sụt mất 1 mét. Bồi thêm được mấy mét ạ? Bồi thêm ít hơn. À. Họ không ai ở đây. Đất nó chưa chắc. Vâng. Vâng. Sao ở đây ngợi? Em đến lần đầu tiên. À, lần đầu tiên là chắc chưa đi chơi được nhiều nơi hả? Em hôm qua đi Sơn Lăng với lại đi Đại Nội. Đi Sơn Lăng bằng nhé. Và hôm nay chỉ đi có biển Thái Hòa. À, biển Thuận An. Thuận An. À, biển Thuận An đi vào sáng sớm thế mà. Vâng, cứ sáng sớm đi tí ạ. Thuận An đi buổi sáng sớm ra đây tắm đi được. Đồng đi lên ăn nhé. Vâng, chỗ này ạ. Có hến xào riêng mà. Hến xào là biết. Có cho cháu một hến xào riêng đi. Một đĩa. Một đĩa. Không cay nhỉ? Không cay. Ôi, cay vừa thôi, cay chết. Ồ. Có một bát hến nước rồi ạ. Bác ơi, hai người mà. Mặn không? Hến mà. À, nước hến à? Cái này chắc bánh đa hến với lạc cơm tóm mỡ ạ. À, tóm mỡ này nữa, giá rau thơm hình như nguội nguội nhỉ. Cơm nguội à? Thế bác thấy cơm nguội không? Thử đi. Ngon không? Cái này mẹ ăn cơm nguội. Thật đấy nhỉ? Tràn nước hến vào. Chìm thêm bát nữa đi. Cô ơi, cho cháu bát nước hến nữa. Nguội nguội à bác? Cơm nguội à? Cơm là mình nấu thôi, con nấu nó mình sở ra cho nó tơi. Thế à? Nó hơi nặng nguội à? Cái con cơm nấu là nhẹ quá lắm. Con nặng quá là nó hẳn tơi ra. Vâng. Giòn này. Kiểu teo tóc quá.
Nhũ nguội nhỉ? Ừ.